Xin chào các em học sinh. Sau đây cô xin dẫn các em giải bài 43 trang 73 sách giáo khoa toán 7 tập 2. Đề bài đó là có hai con đường cắt nhau vào cùng một con sông tại hai địa điểm khác nhau. Như hình 40. Hai con đường cắt nhau với một con sông tạo thành hai địa điểm khác nhau. Như hình 40. Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho các khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông là bằng nhau để bài hỏi thêm đó là có tất cả mấy địa điểm như vậy thì ở đây giả sử cô coi hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tạo thành một tam giác abc khi đó ta sẽ phải tìm điểm nào đó sẽ cách đều ba cạnh của tam giác mà chúng ta nhớ lại cho cô định lý tính chất ba đường phân giác của một tam giác là ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm điểm này cách đều ba cạnh của tam giác đó như vậy từ đây thì chúng ta sẽ đi xác định ba đường phân giác chúng giao nhau tại đâu thì đấy chính là điểm sẽ cách đều ba cạnh của tam giác từ đây thì cô sẽ có hình vẽ như sau Cô giả sử cô có tam giác ABC là tương ứng với hai con đường và một con sông. Như vậy thì đầu tiên cô sẽ lấy giao của ba đường phân giác trong của tam giác ABC. Giả sử cô được điểm Y thì khi đó từ điểm Y này sẽ cách đều cạnh AB, cạnh AC và cạnh BC. Hoặc là cô sẽ lấy là giao của đường phân giác góc ngoài tại B, phân giác góc ngoài tại C và phân giác góc A. thì khi đó cô cũng sẽ có ba cạnh bằng nhau, Đây, cạnh này bằng với cạnh này bằng với cạnh này. Theo tính chất đường phân giác. Thì từ đây thì cô suy ra cô có một vị trí nữa. Giả sử cô đặt tên là K. Tiếp theo là cô có thể có là giả sử lần này là cô sẽ vẽ trên là cô vẽ phân giác góc ngoài tại B và tại C. Thì lần này cô sẽ lấy phân giác góc ngoài tại A và tại C thì ta sẽ có phân giác góc ngoài tại C này, phân giác góc ngoài tại A này và phân giác góc trong góc B giao nhau tại đâu thì đó chính là vị trí sẽ cách đều ba cạnh của tam giác. Theo tính chất đường phân giác thì ta sẽ có cạnh này bằng với cạnh này, phân giác của góc A thì ta sẽ có cạnh này bằng với cạnh này. Như vậy là nó đã cách đều ba cạnh hoặc là cô sẽ lấy phân giác góc ngoài tại a và tại b cô sẽ lấy phân giác góc ngoài tại a và tại b thì khi đấy theo tính chất đường phân giác góc a này thì cô sẽ có khoảng cách này bằng với khoảng cách này có nghĩa là từ vị trí này đến đường thẳng ac sẽ bằng khoảng cách từ điểm này đến đường thẳng ab tương tự như vậy khoảng cách từ điểm này cô đặt tên nó là điểm m đi thì khoảng cách từ m đến đường thẳng bc sẽ bằng khoảng cách từ m đến đường thẳng ab và bằng khoảng cách từ m đến đường thẳng ac do tính chất đường phân giác từ đây thì chúng ta sẽ trình bày lời giải chi tiết như sau cô sẽ có lời giải chi tiết như sau ta dựng hai con đường hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tạo thành tam giác abc Thì như chúng ta biết, địa điểm xây dựng đài quan sát thỏa mãn đề bài phải là giao của ba đường phân giác. Địa điểm xây dựng xây dựng đài quan sát thỏa mãn yêu cầu đề bài phải là điểm y là giao của ba đường phân giác trong của tam giác abc điểm y thứ nhất là điểm y là giao của ba đường phân giác trong của tam giác abc hoặc là điểm k là dao của phân giác trong góc A, phân giác trong góc A và hai đường phân giác ngoài của góc B và góc C. Đường phân giác trong góc A và hai đường phân giác ngoài của góc b và góc c ngoài ra thì như cô dựng ở đây còn có là điểm n điểm n là giao của phân giác trong góc b và hai phân giác ngoài tại c và a là giao của đường phân giác trong góc b và hai phân giác ngoài của góc a và góc c ngoài ra nó còn có thể là điểm m Điểm m Điểm m này chỉ là giao của phân giác trong góc C và hai phân giác ngoài góc A và góc B là giao của phân giác trong trong góc C và hai phân giác ngoài của góc a và góc b như vậy từ hình vẽ thì chúng ta thấy vị trí cần tìm của chúng ta là có bốn vị trí thỏa mãn gồm có i k n và m như vậy chúng ta kết luận là vậy có 4 điểm xây dựng thỏa mãn. Vậy có 4 điểm thỏa mãn. Xây dựng đài quan sát. Là y k n m như vậy đến đây thì chúng ta đã hoàn thành xong bài số 43 trang 73 sách giáo khoa toán 7 tập 2 xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo